Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể thấy vai trò quan trọng của ngôn ngữ khi nhìn vào quá trình phát triển của loài người. Ngôn ngữ phần lớn đã hoàn thiện con người, là một trong những nhân tố hợp thành quan trọng. Ngôn ngữ góp phần làm nên giá trị bản sắc, làm nên tinh hoa của nền văn hóa mỗi dân tộc quốc gia. Liên Hợp Quốc đã thống nhất chọn ra một ngày làm, Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế. Xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩa của Ngày Quốc tế Tiếng Mẹ Đẻ nhé. Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế là ngày nào? Ngôn ngữ có những tác động về nhận dạng, hòa nhập xã hội, truyền thông, giáo dục và phát triển, có tầm quan trọng chiến lược đối với hành tinh chúng ta nói chung và đối với nhân loại nói riêng. Tuy nhiên, ngôn ngữ đang ngày càng bị đe dọa biến mất hoàn toàn do quá trình toàn cầu hóa. Ngôn ngữ chết, thứ vốn làm nên sự giàu có của nhân loại, đa dạng văn hóa sẽ bị thu hẹp lại. Bởi vì ngôn ngữ chính là một bộ nhớ tập thể của những quan điểm, truyền thống và là tất cả cách thức độc đáo và tư duy và biểu hiện. Để đảm bảo một tương lai tốt hơn, ngôn ngữ đồng thời là những nguồn tài nguyên có giá trị. Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế được kỷ niệm hàng năm kể từ năm 2000 ở khắp nơi trên thế giới nhằm thúc đẩy đa ngôn ngữ cũng như sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, thứ công cụ mạnh mẽ nhất để bảo tồn, phát triển di sản phi vật thể và vật thể của chúng ta, ngôn ngữ. Để thúc đẩy việc phổ biến tiếng mẹ đẻ, tất cả mọi người được thực hiện, không chỉ nhằm khuyến khích giáo dục đa ngôn ngữ và sự đa dạng về ngôn ngữ, mà còn nâng cao nhận thức về các văn hóa trên toàn thế giới và các truyền thống ngôn ngữ, truyền cảm hứng cho tinh thần đoàn kết các dân tộc dựa trên sự hiểu biết, khoan dung và đối thoại. Theo quyết định của UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc trong phiên họp toàn thể đã chọn ngày 21 tháng 2 là Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế nhằm nhận thức rõ rệt về sự phong phú đa dạng về ngôn ngữ và tầm quan trọng của ngôn ngữ. Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế. Nguồn gốc, lịch sử của ngày này phải kể đến từ sự kiện ở Dhaka, thủ phủ của Bangladesh, khi đó là Đông Pakistan. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1952, cảnh sát đã xả súng vào đoàn sinh viên đang tuần hành nhằm yêu cầu công nhận tiếng Bengal là ngôn ngữ chính thức từ phía nhà cầm quyền. Theo đó là 4 người thiệt mạng. Sự kiện này dẫn đến một phong trào dữ dội phản đối trên cả nước. Kết quả này đã ép buộc các nhà cầm quyền phải công nhận tiếng Bengal ngang với tiếng Urdu. Trong nghị quyết số 61-266, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 5 năm 2007 đã yêu cầu Ban Thư ký và các nước thành viên thúc đẩy việc bảo tồn, bảo vệ tất cả các ngôn ngữ được nói bởi các dân tộc trên toàn thế giới. Cũng trong nghị quyết này, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố năm 2008 là năm quốc tế ngôn ngữ nhằm thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế và nhờ đa ngôn ngữ và sự thống nhất trong sự đa dạng đa văn hóa. Ý nghĩa: Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế trong sự phát triển đóng góp một vai trò quyết định vì nó giúp thúc đẩy đối thoại liên minh văn hóa và đa dạng văn hóa, tăng cường sự hợp tác giữa các dân tộc, các nước. Một nền giáo dục có chất lượng được mở ra cho mọi người, các xã hội tri thức được xây dựng, các công cuộc bảo tồn di sản văn hóa được thúc đẩy, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và phát triển bền vững khi huy động thiện chí chính trị. Hoạt động diễn ra trong Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế. Theo Liên Hợp Quốc, trong số khoảng 7.000 ngôn ngữ hiện còn được nói trên thế giới, chỉ trong vòng vài thế hệ, có thể hơn 50% số đó sẽ bị mất đi và 96% chỉ được nói bởi 4% dân số thế giới. Trong hệ thống giáo dục và trong phạm vi cộng đồng, chỉ vài trăm ngôn ngữ là có giá trị thực sự. Dưới 100 ngôn ngữ được sử dụng trong thế giới kỹ thuật số. Những hoạt động diễn ra trong Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế nhằm thúc đẩy đa ngôn ngữ và đa dạng ngôn ngữ, đặc biệt là để bảo tồn các ngôn ngữ. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đi qua ý nghĩa của Ngày Quốc tế Tiếng Mẹ Đẻ. Rất hân hạnh khi đã giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa của ngày này. Ngày 21 tháng 2 hàng năm được chọn là Ngày Tiếng Mẹ Đẻ Quốc tế. Và tất cả chúng ta hãy cùng chung tay giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bởi tiếng Việt là cội nguồn, là tinh hoa của dân tộc Việt Nam.